Hệ thống đầu tư Altagap xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Hôm nay Thế rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong video hướng dẫn sử dụng phần mềm Altagap 9.1. Và trong thời gian vừa qua, nhiều anh chị cũng đã đăng ký Gmail để hệ thống gửi cho anh chị các phần mềm Altagap 9.1. Và một số anh chị cũng chưa biết cách làm sao để chúng ta có thể cài đặt và sử dụng một cách tốt nhất. Thì hôm nay thì em sẽ làm video này để hướng dẫn anh chị một cách cụ thể và chi tiết nhất để anh chị có thể sử dụng cũng như là chúng ta tận dụng được các cơ hội trên thị trường. Vâng ạ, đầu tiên thì chia sẻ với anh chị như sau. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ vào email của chúng ta. Chúng ta sẽ vào email của chúng ta nhé. Và hệ thống đầu tư Altagap sẽ gửi cho anh chị với một email tên là phần mềm phân tích dòng tiền Altagap 9.1. Và anh chị sẽ nhận được email với nội dung như sau. Thì đầu tiên thì anh chị sẽ thấy là như đã hứa, Thế sẽ cùng hệ thống Altagap sẽ gửi cho quý nhà đầu tư phần mềm Altagap 9.1 để quý nhà đầu tư hỗ trợ trong việc mà chúng ta có thể đầu tư. Và sau đó là anh chị hãy đăng ký kênh BitTuốt TV để có thể nhận được đầy đủ các thông tin của hệ thống Altagap nhé. Thì đầu tiên thì anh chị sẽ vào đăng ký kênh BitTuốt TV ạ. Anh chị sẽ nhấn vào cái đường link đầu tiên nhé. Và sẽ ra một cái cửa sổ. Và sau đó là anh chị sẽ đăng ký nhé. Và anh chị nhấn vào nút để chúng ta có thể là đăng ký kênh BitTuốt TV ạ. Vâng, anh chị đã đăng ký kênh BitTuốt TV rồi nhé. Và sau đó là chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là phần anh chị tải phần mềm Altagap 9.1. Và đây nhé, anh chị nhớ nhé, phần mềm Altagap 9.1 thì em đã lưu trên trang web của mình. Và anh chị mở phần mềm Altagap 1 và có password ở trong đó anh chị nhé. Và anh chị đây ạ, anh chị sẽ vào phần mềm Altagap 9.1 và như em cũng đã lưu password rồi thì anh chị vào đây nhé. Sau đó anh chị nhập password của mình và sau đó là anh chị vào kích vào đường link này thì chúng ta sẽ tải được phần mềm Altagap 9.1 ạ. Sau khi anh chị kích vào đường link thì chúng ta sẽ ra cái trạng thái như này và chúng ta sẽ tải xuống phần mềm Altagap 9.1 anh chị nhé. Dạ vâng, đây là chúng ta đã tải xuống phần mềm Altagap 9.1 rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý như thế nào ạ? Thì đầu tiên chia sẻ với anh chị là để chúng ta có thể sử dụng được phần mềm Altagap 9.1 thì anh chị sẽ cài đặt AMI Broker trước ở trên máy tính của mình, cũng như là cài đặt phần mềm DataFit anh chị nhé. Lưu ý là anh chị cần phải cài đặt AMI Broker trước và sau đó là cài đặt DataFit. Và nếu anh chị nào chưa cài đặt AMI Broker cũng như là anh chị chưa cài đặt DataFit thì vui lòng anh chị sẽ vào kênh BitTuốt TV ạ. Anh chị sẽ vào kênh BitTuốt TV và sau đó là anh chị xem các video hướng dẫn cài đặt phần mềm AMI Broker cũng như là xem các video hướng dẫn về cài đặt. Đây ạ, anh chị sẽ vào phần AMI Broker toàn tập nhé. Thì anh chị sẽ vào phần đó là hướng dẫn về phần cài đặt AMI Broker. Hướng dẫn và cài đặt phần mềm AMI Broker và hướng dẫn cài đặt phần mềm DataFit anh chị nhé. Thì anh chị sẽ kích vào các đường link như thế này và sau đó là chúng ta sẽ làm theo từng bước anh chị nhé. Vâng ạ, bây giờ thì em sẽ quay trở lại đối với những anh chị nào chưa cài đặt thôi ạ. Thì bây giờ em sẽ quay trở lại với phần mềm Altagap 9.1. Sau khi chúng ta đã tải rồi ạ, anh chị lưu ý là chúng ta sẽ chúng ta sẽ vào phần hiển thị trong thư mục và anh chị xem phần mềm Altagap mà chúng ta download về đang ở đâu ạ. Đây là đã hiển thị ở trong thư mục nhá. Và bây giờ là chúng ta Ctrl C, nghĩa là chúng ta copy anh chị nhớ nhá. Đó là chúng ta Ctrl C để chúng ta copy hoặc chúng ta kích chuột phải để chúng ta có thể copy phần mềm Altagap 9.1 anh chị nhá. Chúng ta vào phần copy này. Sau đó là chúng ta sẽ để cái phần copy ở đâu ạ? Chúng ta sẽ quay lại ổ C là ổ mà đã cài đặt phần mềm AMI Broker và sau đó là chúng ta vào chương trình program file nhé. Và sau đó là anh chị sẽ vào phần mềm đó là AMI Broker ạ. Và sau khi vào phần mềm AMI Broker thì anh chị đến phần tiếp theo đó là anh chị hãy tạo anh chị vào phần mềm Formula và sau đó là anh chị hãy tạo cho mình một
một thư mục riêng, đó là thư mục ATARGET 9.1 nhé. ATARGET 9.1 nhé. Vâng ạ, để chúng ta sẽ lưu cái mà chúng ta vừa copy vào, chúng ta sẽ Ctrl V anh chị nhé. Đó là chúng ta sẽ Ctrl V phần mềm ATARGET 9.1 anh chị ạ. Chúng ta Ctrl V vào đây rồi, thế là ok rồi anh chị nhé. Và chúng ta sẽ tắt cái file này đi ạ. Chúng ta sẽ tắt cái file này đi. Đồng thời là chúng ta cũng tắt cái phần AMI Broker, phần mà chúng ta vừa tải. Và bây giờ là chúng ta sẽ quay trở lại với biểu đồ cũng như là với AMI Broker. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng như nào. Tiếp theo là anh chị, những anh chị nào đã cài đặt mà chúng ta thấy dấu chấm than ạ. Đây là dấu chấm than anh chị nhé. Đây là dấu chấm than này. Hoặc anh chị vào Earnanit này, Earnanit, và đây cũng là dấu chấm than. Thì hai cái trạng thái này như nhau anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ vào dấu chấm than này để chúng ta có thể lọc được phần mềm. Đây ạ, chúng ta sẽ ấn vào dấu chấm than thì sẽ hiện ra một cái thư mục như này nhé. Và bây giờ là chưa có cái gì anh chị nhé. Formula Systems Example AFN thì chưa có gì. Bây giờ thì chúng ta sẽ ép phần mềm ATARGET 9.1 vào ạ. Chúng ta sẽ chọn Pick ạ. Chúng ta sẽ chọn Pick nhé. Và lúc nãy anh chị nhớ là chúng ta để vào thư mục nào đó. Chúng ta đã để vào thư mục đó là Program File này, AMI Broker này, thư mục Formal và thư mục ATARGET 9.1 đúng không ạ? Anh chị sẽ chọn cái thư mục này, xong đó là anh chị ấn Open ạ. Ấn Open nhá, thì đã ra được rồi anh chị nhá. Đây ạ, chúng ta đã ra được rồi. Và sau đó là chúng ta sẽ chọn gì ạ? Apply to ạ. Apply to là chúng ta sẽ chọn All System. All System nghĩa là tất cả các dữ liệu cũng như là tất cả các ký tự trong AMI Broker, nghĩa là tất cả các cổ phiếu ở trên sàn ạ. Sau đó là Range. Range thì chúng ta sẽ chọn là NASDAQ nếu mà chúng ta học trong phiên ngày hôm nay. Và các anh chị nhớ là chúng ta sẽ chạy Data Feed nhé, chạy Data Feed để chúng ta lọc Real Time ở trong phiên luôn ạ. Và anh chị chọn là Size Charts on Select, nghĩa là chúng ta sẽ chọn những cái ký tự và biểu đồ sẽ hiện tương ứng luôn để chúng ta chọn. Và sau đó là chúng ta sẽ ấn Explore anh chị nhé. Đây ạ, chúng ta sẽ ấn Explore để lọc ra các cổ phiếu mạnh nhất. Và chia sẻ với anh chị là phần mềm ATARGET 9.1 là phần mềm mà chúng ta có thể lọc được các cổ phiếu mạnh nhất trong phiên mà chúng ta không cần dùng đến bảng giá nhé. Và chúng ta có thể lọc, còn cái điểm mua của chúng ta thì sẽ phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn nhất định của chúng ta về giá, về khối lượng, về nền tảng tích lũy, về thị trường chung như nào nhé. Và đây là những cái cổ phiếu mạnh nhất nhé. Và anh chị có thể để sang góc này thì bắt đầu chúng ta thấy các cổ phiếu như sau. Đầu tiên là cổ phiếu ABC thì chúng ta sẽ không mua được rồi ạ. Đối với cổ phiếu này, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cổ phiếu ITA. ITA ngày hôm nay cũng bứt phá và đóng cửa mức giá trần khối lượng lớn. Tuy nhiên là khi cổ phiếu bứt phá mạnh như này thì chúng ta không mua được nhé. Vâng ạ, hôm nay cổ phiếu KSA của dòng khoáng sản bắt đầu quay trở lại. Và liệu chúng ta có tham gia điểm mua ngày hôm nay không ạ? Và đối với cổ phiếu KSA thì chúng ta cũng không nên tham gia anh chị nhé. Vâng ạ, đây là những cái cổ phiếu gần như hôm nay chúng ta cũng thấy rằng LIC bắt đầu quay đầu trở lại này. Nhiều cổ phiếu này, SD9 cũng bắt đầu quay đầu tăng điểm trở lại. Tiếp theo cổ phiếu TSC ngày hôm nay cũng tăng điểm rất mạnh. Thì đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể lọc được ra các cổ phiếu mạnh nhất trên sàn. Chia sẻ với anh chị là trên sàn có 700 mã cổ phiếu mạnh nhất, còn hiện tại là trong phần mềm của chúng ta thì có tầm khoảng độ chục mã thôi ạ, 10 mã ở trong đây. Tuy nhiên là chia sẻ với anh chị là 10 mã trong đây thì chúng ta cần lọc ra xem mã nào đạt các tiêu chí của chúng ta, và khi nào đạt các tiêu chí của chúng ta thì chúng ta mới tham gia nhé. Và ngày hôm nay thì thị trường chung hiện tại cũng đang có nhịp điều chỉnh bình thường, và em cũng chưa khuyến nghị anh chị mua. Tuy nhiên là khi nào thị trường chung ổn định trở lại, các cổ phiếu cho điểm mua chuẩn thì hoàn toàn chúng ta có thể tham gia được nhé. Anh chị lưu ý ạ, đây ạ, chúng ta có thể nhìn một cách rất là đơn giản và rất là dễ dàng để chúng ta lọc được, chứ chúng ta không cần là chúng ta xem cả 700 mã để chúng ta lọc ra nhé. Và các yếu tố lọc này đã có những cái yếu tố định lượng rất là rõ ràng để chúng ta có thể tìm ra được các cổ phiếu mạnh. Vâng ạ, đó là cách sử dụng phần mềm ATARGET 9.1. Và anh chị lưu ý rằng đó là chúng ta cần phải vào Earnanit, chúng ta chọn Automatic Earnanit, Automatic Earnanit thì cũng ra những cái bảng này. Anh chị chỉ cần explore nhé, anh chị chỉ cần explore là chúng ta sẽ ra được các cổ phiếu mạnh ở trong phiên ạ. Đó là em đã chia sẻ với anh chị về cách mà chúng ta tìm ra các cổ phiếu mạnh nhất ở trong phiên. Còn quyết định mua bán của chúng ta thì chúng ta sẽ dựa theo những cái tín hiệu mua bán. Và chia sẻ với anh chị đây là những cái tín hiệu tìm ra các cổ phiếu mạnh nhất trên sàn,
Còn các tín hiệu bán như thế nào thì sắp tới thì em sẽ chia sẻ với anh chị về các tín hiệu cổ phiếu mà chúng ta sẽ bán nhé, cũng như là các cổ phiếu nào đã đến điểm bán thì em sẽ tiếp tục chia sẻ với anh chị ở trong các phần mềm tiếp theo đối với hệ thống đầu tư Atarget. Và các anh chị hãy nhớ rằng hãy like và đăng ký kênh của hệ thống đầu tư Atarget Bittuốt TV để hệ thống có thể chia sẻ cũng như là cập nhật những cái thông tin mới nhất đối với anh chị ạ. Vâng ạ, đó là em cũng đã chia sẻ với anh chị làm sao để chúng ta có thể sử dụng phần mềm Atarget một cách tốt nhất và hiệu quả nhất ạ. Vâng ạ, mọi thắc mắc anh chị có thể comment trực tiếp dưới video này để em có thể hỗ trợ cũng như là trả lời tất cả các anh chị ạ. Vâng, hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo và xin chào tất cả quý nhà đầu tư và quý anh chị ạ.